như bạn ở phố và bạn cũng muốn có sân vườn, thì bạn hãy mua một căn nhà như thế này. Đã bao giờ bạn thấy một cái tòa chung cư nào có kiến trúc như vậy chưa? Nếu chú muốn thì chú dẫn cháu lên sân thượng để coi. Mình cũng không nghĩ rằng là mình có cái cơ hội được bước lên trên này á. Căn hộ của chú đẹp quá. Cảm ơn cháu. Đây cũng là ban công của chú nè. Chào em. Cúc cu. Nhà chú có hai ban công. Cái view quá tuyệt vời luôn. Vous êtes en train de chercher une femme. Các bạn ơi, chú đang tìm kiếm một người phụ nữ để về cùng chăm sóc cái căn hộ này. Buổi sáng ở Montpellier rất là nhộn nhịp ở các bến ga tàu. Tức là từ trên những cái ngôi làng trên núi mình xuống đây là thấy cái nhịp sống nó khác hẳn các bạn ha. Nó nhanh hơn, vội vã hơn, nó trẻ trung hơn. Và đương nhiên là nó cũng sầm uất hơn. Phố xá rất là thênh thang, người thì đông đúc. Bữa nay là thứ hai là đầu tuần cho nên là các bạn học sinh có lẽ là trở lại trường rất là nhiều, sinh viên, học sinh. Ở Montpellier này thì nó rất là nổi tiếng về các cái trường đào tạo ngành y. Mình thấy rằng dường như là tàu số 2 của mình đang tới thì phải. Giới thiệu với quý vị và các bạn, cái tramway ở Montpellier nó màu mè hoa lá cành mà nó có vẻ giống Việt Nam rồi đó. Nó hoa mai, hoa đào rồi các kiểu. Làm nhớ trường mẫu giáo. Nhìn mấy cái bông này là bông điểm 10. Nhìn như con sâu rất sặc sỡ. Nó như con sâu nè, nó có mắt nè, có cái miệng nè. Đúng rồi đó. Đúng rồi, nó con sâu rồi đó. Nhìn anh ta rất là sặc sỡ, màu mè. Montpellier là một thành phố ven biển ở miền nam nước Pháp. Sau khi đi Blablaca thì bữa nay mình tới phố mới được đi tramway đây. Nhà cửa ở đây lạ lắm các bạn ơi. Nhà cửa đầu tiên là mình thấy một cái tòa nhà hình tròn. Rất là ngộ nghĩnh, có đeo anten, đăng ten. Có được bao bọc bởi đăng ten và đằng kia một tòa nhà khác. Với những cái ban công mà nó tạo thành những cái đường uốn lượn chồng lên nhau. Và mấy cái mà kéo xuống chắc là những tấm rèm che nắng quá phải không? Che nắng. Chúng ta có thể tiếp cận thêm tới cái tòa nhà độc đáo này được không? Càng tiếp cận lại cái nhà càng thấy nó đẹp nè. Nó uốn lượn, nó tạo cái cảm giác rất là mềm mại á. Và nó cũng rất là lý thú để xem. Các bạn thấy nhiều tầng nó xếp chồng lên nhau, để mình tính thử mấy tầng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tầng. Và đây nữa cũng là một tòa nhà rất là độc đáo. Mới đi có mấy phút thôi mà mình gặp khá nhiều tòa nhà trông rất là ngộ nghĩnh, rất là độc đáo với những cái kiến trúc khác biệt các bạn. Thưa các bạn, cách đây có vài hôm thôi mình thấy cái ngôi nhà này ở trên mạng. Một cách rất là vô tình có một anh ảnh post nó lên mạng và mình thấy sao cái ngôi nhà này lạ lắm mà mình tưởng người ta làm chơi theo kiểu là Photoshop là chơi thôi. Không ngờ là khi mà mình tới Montpellier không hề chờ đợi thì ở đây cái ngôi nhà như vậy nó hiện ra thực sự các bạn. Tức là mỗi nhà đều có một cái ban công. Ai ở tầng nào cũng muốn có ban công hết và các bạn sẽ được đáp ứng với một cái mô hình nhà như thế này. Không ngờ là tới đây thì gặp nó luôn. Đẹp quá. Và nó nằm ngay bên cái cây cầu. Có rất là nhiều cái khoảng sân vườn mà nó có cái cầu thang bắt từ trên xuống dưới nè ha. Em đoán đó là một căn nhà, một chủ. Em đoán là một chủ ha. Tức là ở đây có nhiều cái lựa chọn là một cái sân thiệt là to hoặc lựa chọn là hai sân nhỏ, hoặc là có thể là có những căn nhà chỉ có một sân thôi. Tức là em nghĩ là trong đây có nhiều căn hộ với kích cỡ khác nhau. Và có một sân hoặc hai sân là tùy phải không? Tùy em nghĩ vậy. Chị nghĩ là có thể là họ bắt cầu để họ giao lưu với hàng xóm nè em. Đúng không? Đó, tại vì trên kia là một cái cửa ở một cái tầng khác và nó rõ ràng là nó ở trên mái của cái căn phía dưới rồi đúng không? Yeah. Rồi là xuống dưới cái vườn này cái giao lưu với nhau. Ngủ quá hả? Có bao giờ em thấy cái tòa nhà như thế này chưa? Chưa, lần đầu tiên em thấy. Nhưng mà rất sẽ rất là phù hợp với em vì thích trồng cây á.
Tòa nhà này nó có tên là La Pre Blanc, tức là cái cây màu trắng. Ở đây người ta phá quả nó này các bạn. Mình đang tò mò muốn vào trong căn nhà đó coi quá thì gặp một cái chú. Chú sống ở đây. Cháu có thể đi vô coi bên trong tòa nhà được không chú? Không, không được. Nó riêng tư hả? À, đúng rồi. Ở đằng kia nó có một cái quầy bar. Nó có cái lối đi để cô lên trên quầy bar ở phía bên trên kia. Chú cho cháu hỏi, mỗi căn hộ ở đây có giá khoảng bao nhiêu chú hả? Ui, có nhiều giá lắm. Hiện tại có 3 căn đang được rao bán. Giá nó dao động từ khoảng 300.000 cho tới 500.000 và những cái căn mà ở trên cao á, thì khoảng hơn 600.000 euro một căn. Còn chú ở tầng mấy? Chú ở tầng 7. Tầng 7 chắc mắc ha. À, nó vào khoảng 450.000 euro. Sống trong một tòa nhà có hình thù độc đáo vậy nó có mắc hơn chỗ khác không chú? À, nó cũng xem với những căn hộ trong các cái tòa nhà khác xung quanh đây ở Montpellier thôi. Cũng có mắc hơn một chút nhưng mà không có đáng kể. Chắc là cái tòa nhà này nó thu hút rất là nhiều du khách đi qua đi lại tò mò chụp hình chú ha. Đúng rồi. Như bản thân tôi nè, trước đây mỗi lần đi tới Montpellier là tôi thường đứng lại ngắm nhìn và chụp hình nó. Đến một ngày thì tôi mua một căn hộ ở đây. Cháu người Hoa hả? Dạ không, cháu người Việt. Trời ơi, Việt Nam là cái đất nước mà chú thương yêu lắm. Trước khi có dịch Covid, tức là cho tới năm 2019, trong vòng 10 năm thì năm nào chú cũng đi Việt Nam hết. Và mỗi lần tới Việt Nam là chú ở lại 3 tháng. Chú cũng tham quan nhiều những cái nước xung quanh như là Thái Lan, Lào, Campuchia. Nói chung là chú đi nhiều nước ở châu Á lắm. Khi chú tới Việt Nam thì thường chú ở đâu? À, chú ở Sài Gòn. Tụi cháu cũng tới từ Sài Gòn nè. Nhưng mà chú đi du lịch nhiều lắm. Đà Lạt nữa. Chú phát âm những địa danh ở Việt Nam rõ quá ha. Cảm ơn cháu. Mà giờ chú già quá rồi để có thể học một cái ngôn ngữ tiếng Việt nó khó quá. Nếu tụi cháu muốn thì chú có thể dắt tụi cháu lên trên sân thượng của tòa nhà để tụi cháu tham quan ngắm cảnh một chút. Dạ, vậy tốt quá, cháu cảm ơn chú nhiều. Chú sẽ cho mình đi lên kia. Đúng rồi. Wow. Bonjour. Ça, c'est les ouvriers qui nettoient l'immeuble. À, đây là những anh công nhân ảnh. Những cái anh công nhân này thì ảnh sẽ lau dọn để bảo đảm giữ cho cái cây màu trắng này nó luôn luôn trắng sáng như mới. À, và vì cái tòa nhà nó có cái form hình tròn cho nên là từ đây á, cái tòa nhà nó có form hình tròn cho nên từ đây mình có thể mình chiêm ngưỡng toàn bộ cái góc 360 độ của thành phố Montpellier. Và theo như cái chú đó chú nói thì toàn thể những cái góc này nè, cái cụm nhà mà có cái màu vàng này nè, chạy dài mãi tới những cái tháp dài đằng kia, xa đằng kia là do một kiến trúc sư người ta xây dựng. Và ông kiến trúc sư đó ổng vừa mới mất cách đây có vài tháng thôi. À, và từ đây mình nhìn thấy cái tòa nhà màu trắng, cũng là một cái tòa nhà màu trắng nữa hồi sáng mình có thấy đó. Wow. Một cái view quá đẹp. Chú thật là may mắn khi chú có thể tận hưởng cái cảnh đẹp như thế này mỗi ngày. À, mình hỏi mấy cái này để làm chi thì chú nói là cái này là để tạo cái phong cách cho nó vậy thôi. Còn ở đây trên cái lối đi bộ vòng tròn này, người ta đặt rất là nhiều bộ bàn ghế cho những cái cư dân ở trong này ra đây ngồi hóng mát, hóng nắng và ngắm cảnh, ngắm view thành phố. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Thật là thú vị bởi vì mình cũng không nghĩ rằng là mình có cái cơ hội được bước lên trên này á, tại vì chỉ có những cái người dân sống ở trên này thì mới được vào đây thôi, mới được mở cửa vô đây thôi. Mà vô tình mình nói chuyện với chú và cuối cùng thì chú cũng rất là tốt bụng, chú nói là nếu mình muốn thì chú mở cửa cho mình vô coi. Wow. Rosemary. À. Thơm hả?
On peut manger? Mình hỏi chú là cái cây này có ăn được không? Chú nói chú cũng không biết nữa. Chú nói có thể nó là cái cây ta. Nhưng mà mình nghĩ cái cây ta là cây phía sau này nè. Et vous avez totalement combien d'appartements? Il y a une centaine. Une centaine, khoảng 100 căn ở trong này, khoảng 100 căn hộ. Và với 17 tầng. Wow. Wow, c'est joli hả? Chú nói đây là một cái quán bar, ai cũng có thể lên trên này ngắm view và tận hưởng. Mình hỏi nó chỉ dành cho cư dân trong tòa nhà hay là ai muốn lên cũng được. Chú nói ai muốn lên cũng được hết. Ngoài ra thì ở trên này cũng có một nhà hàng nữa. Nhưng mà bữa nay tụi cháu thích ăn phở. Chú có muốn đi ăn phở cùng với tụi cháu không? Chú cảm ơn, nhưng mà tụi cháu sẽ đi ăn phở ở đâu? Dạ, cháu thấy có cái quán phở King cách đây khoảng 6 phút đi bộ. Vậy cũng được, chú sẽ đi với các cháu nếu các cháu muốn. Vậy mời chú đi với tụi cháu ha. Vậy để chú xuống nhà cất đồ cái đã. Cháu có quay ở trong nhà chú được không? Được, được, không có vấn đề gì. Cháu cứ quay thoải mái. Tụi cháu để giày ở đây hả? Ờ đúng rồi, cháu để giày ở đây đi. Tụi cháu quen thuộc với cái này chứ hả? À quý, cái nón cối. Em Quỳnh buồn, em Quỳnh mắc cười quá. À, chú cũng mua được cái nón cối ở bên Việt Nam thưa các bạn. À, em có muốn thử nó không Quỳnh? Không thử, xin nhé, một xíu. Dạ, cái đó phía trước ngồi. Xin lỗi chị, lần đầu tiên đội nón cối không biết nổi. Người Việt Nam lần đầu đội nón cối. Dạ, em đội nón lá không ạ? Oh wow, nhà chú trang trí đẹp quá nè. Ôi trời đất ơi Quỳnh. Đây là hai cô thiếu nữ, hai cô nữ sinh Việt Nam mặc áo dài đi học về. Oh my god, ça touche mon cœur, monsieur. Trời ơi, cháu cảm động quá chú ơi. Đâu có ngờ giữa một nơi xa lạ ở nước Pháp như thế này mà cháu nhìn thấy cái biểu tượng của tâm hồn Việt Nam. Trời ơi, ở đây lại còn có cả ông Phật của cháu nữa. Vous écoutez Mozart. À, chú nghe nhạc Mozart hả? Đúng rồi. Et The Bell aussi. À, và chú cũng có nghe nhạc của nhóm The Bell nữa. C'est très joli, votre... Căn hộ của chú đẹp quá à. Chú cảm ơn. Vous venez... Vậy là hồi nãy chú mới đi chợ về đó hả? Đúng rồi. Chú cũng nấu ăn hả? Ờ. Mỗi ngày luôn hả? Đúng rồi. Cháu xin lỗi nhưng mà chú sống một mình hả? Ờ, đúng rồi. Chú còn một ông Phật nữa mà chú đang đi kiếm thử ông Phật nữa đâu rồi. Những cái góc trong nhà chú rất là trang trí, rất là đẹp nha. Cho những cái vỏ ốc nè, chú sưu tầm nè. Có cây cối và có cả hoa nữa. Còn cái góc này là cái góc mà bà chú có ông Phật nè, có cái chuông tân. Chưa tìm ra ông Phật. Chú nói ông Phật, ông boa. Ông Phật của chú to hay nhỏ? Bi lớn nè. Đó là một tượng Phật nằm. Lúc còn ở Paris, chú có nhiều đồ trang trí lắm. Những cái đồ trang trí đến từ nhiều nước khác nhau, rồi từ châu Phi nè, nhiều lắm. Nhưng mà khi mà chú về đây thì chú chưa có mở ra hết. À, nhưng mà chú sống ở đây được bao lâu rồi? Mới có khoảng một năm thôi. Công nhận căn hộ của chú đẹp thiệt á. Chú cảm ơn. Một ngày nào đó chú có thời gian, chú sẽ bày biện hết tất cả các cái món đồ đó ra ha. À, đúng rồi. Từ nhà chú mà nhìn ra cái tòa nhà công công á là rất là gần. Cái tòa nhà hình bán nguyệt. À, ở ngoài có cái ban công đẹp không? Dạ. Cảm ơn chú.
Merci beaucoup. Wow, je regarde si il y a des girafes. Oui. Oui. Une girafe. Oh, c'est joli hein. Và đây là cái ban công của nhà chú. Đây là những cái ban công sân vườn đây các bạn. Mình có thể tận một sở thị những cái này rồi. À, ở đây nó có một cái ban công và phía trên ban công thì nó có một cái mái như vậy đó. Hoặc là phía trên là một cái ban công của nhà khác. Đúng rồi. Đây là cái ban công của người hàng xóm. Đó. Và nó làm cái mái che cho cái ban công của nhà chú. À, nhưng mà căn hộ này nó không có ban công giống nhà chú ha. À, nhà đó không có ban công. À, nó cũng tùy á, mỗi căn hộ nó không có giống nhau. Có nhà thì có một ban công, nhà có hai ban công, có nhà thì không có ban công nào. Có nhà có tới một hoặc hai ban công nữa hả chú? À, vậy là cái nhà này nè, là nó có tới hai ban công, một cái này và cái đằng kia nữa. Đúng rồi. À, và những cái ban công này các bạn. À. Ở nước cháu có cái trào lưu bỏ phố về rừng, tức là rất là nhiều người, đặc biệt là những người trẻ, họ không thích sống ở thành phố nữa và họ đang dần rời thành phố để tìm về những cái khoảng xanh ở làng quê hoặc là ở trên núi. Nhưng mà cháu thấy ví dụ như cái tòa nhà mà chú đang sống đây thì những ai mà sống trong này không cần phải rời bỏ thành phố mà vẫn có thể sống được trong những cái khoảng xanh ha. Cháu không hề nghĩ là cháu có cơ hội để được tiếp cận với một trong những căn hộ trong tòa nhà này đó chú. Cháu qua bên đây coi cái góc bên này nè. Ủa, nhà chú cũng có hai ban công luôn hả? Sao bây giờ chú mới nói? Quỳnh, đây cũng là ban công của chú nè em. Ờ, chị chào em, cúc cu. Ồ, nhà chú có hai ban công. Trời đất ơi. À, trời ơi, nhà chú có tới hai ban công và đặc biệt là cái ban công nhìn ra dòng sông các bạn ơi. Ồ, đứng ra cái mé mé này cũng hơi hồi hộp quá. À, trời ơi, nhìn ra cái bờ sông. C'est une vue magnifique. Magnifique. Trời ơi, chú may mắn quá đi. Căn hộ của chú có tới hai ban công. Mà chú có hai ban công sao chú ở có một mình? Thì chú cũng đang tìm một người phụ nữ để sống cùng đây. Dạ, chính xác đó chú. Chú cần phải tìm lấy một người. Mà chú đã lên kế hoạch cụ thể để tìm lấy một người chưa? Chưa. Cần phải lên kế hoạch chú ơi. Cháu nghĩ rằng nếu có bàn tay của một người phụ nữ ở đây nữa thì căn hộ của chú nó sẽ càng đẹp hơn rất là nhiều, với nhiều cây xanh, hoa, cỏ, vân vân. Chú phải đi Việt Nam để kiếm gấp một người đi. Đúng rồi, chú sẽ quay trở lại Việt Nam sớm thôi. Cháu hy vọng lần tới này chú sẽ may mắn nha. Các bạn ơi, chú đang tìm kiếm một người phụ nữ để về cùng chăm sóc cái căn hộ này. J'ai dit dans la vidéo que vous êtes en train de chercher une femme. Pour donner à moi pour prendre soin des balcons avec vous. Donc vous. Bây giờ chú cho quý cô biết chú tên gì nè. Gérard. Et Gérard, vous avez quel âge? Rồi năm nay chú bao nhiêu cái xuân xanh rồi? 73 ans, bientôt 74 ans, ça veut dire là 73 tuổi, gần 74 tuổi. Yeah. Trông chú cũng còn phương phi khỏe mạnh quá ha. Cũng được. Thôi bây giờ mời chú đi ăn nha. Ờ, mình đi thôi. Quá tuyệt vời. Một lần nào đó các bạn đến với Montpellier thì hãy cố gắng đến thăm cái tòa nhà có tên là cái cây màu trắng này. Biết đâu đó các bạn cũng sẽ được may mắn như mình, sẽ được ai đó dắt các bạn lên trên sân thượng của nó để ngắm cái toàn cảnh của thành phố Montpellier với cái góc nhìn 360 độ, và sẽ được một chủ nhà nào đó mời các bạn đến viếng thăm cái ngôi nhà của họ nha. Bây giờ thì mình sẽ mời chú đi ăn. Có phở có tên là phở kinh. Phở kinh à. Nó nằm sát ngay cái tòa nhà màu, cái tòa nhà cây màu trắng của chú luôn nè. Có bún bò Huế và có hủ tiếu kinh.
Thôi chị không ăn hủ tiếu rồi mà chị ăn phở kinh. Ăn bún bò Huế đi, mình đổi chứ mình ăn nhiều phở quá rồi. Phở kinh. Đúng là cái tên phở kinh, hèn gì mà cái tour nó lớn. Lâu lắm rồi chú mới ăn lại phở đó. Cháu hy vọng rằng chú sẽ thích phở ở đây. Ồ, chú thích chứ. Chú thích cái nền ẩm thực Việt Nam dữ lắm. À, có ớt nữa. Chú ăn được ớt chứ? Được, chú ăn được. Có thể rằng chú ăn ớt không được tốt như người Việt Nam, không được tốt như cháu, nhưng mà chú cũng ăn được. Chà, chú cũng biết ăn rau thơm, đồ giống như người Việt Nam ha. Merci beaucoup, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Trời ơi, tô bún nó to. Vous voulez une cuillère? Là on mange comme ça. Rau thơm rất là đầy đủ, có chả nữa. Wow. Đây, giò heo đây các bạn. Một cái giò heo rất là to luôn ha. Có thịt heo nè, có huyết nè, có chả nè. Ngon quá là ngon. Có sa tế nó mới ngon. Rồi, ok. Đó, sa tế có rau rồi nó mới ngon. Chú đề nghị trước khi ăn mình chụp một bộ hình làm kỷ niệm đi. Chú cũng như mình, như lứa trẻ tụi mình cũng phải cúng Facebook trước rồi mới ăn chứ. Chú ăn đi rồi chú nói cho cháu nghe thử nó ngon không. Ngon lắm. Chú có biết ăn tương phở không? Có cả tương đen nữa. Chú ăn phở xịn sò luôn. Chú nói sốt này nó làm cho cái vị phở ngon hơn nè. Còn Quỳnh, món bún bò Huế của chị em mình sao? Ngon không? Ngon lắm chị. Không biết có đủ bụng để ăn hết cái tô này không? Dạ, cái tô. Để bán là để cho vô. Chắc là nếu mà em của anh. Dạ. Cái này là anh để cho khách ăn hay là anh để bán? Khách ăn. À vậy hả? À tại vì nó thấy đầy quá nên nó không dám mở. À. À. Cái em nó tính ăn thử mà nó nói không biết anh để bán hay là. Cái không, cái đó phải để riêng ra đó. Anh để riêng ra tại người Tây họ không có ăn được, cho nên là ai. Tùy tay. Đúng rồi. Em nấu rồi mọi người. Nhưng mà thầy em nấu thầy. Có người ăn được, có người ăn được. Dạ, nếu mà anh cho một cái gì đó chấm, chấm gì? Bỏ cái hai cái chén nhỏ để chấm á. Chấm á hả? Chú hỏi cái gì đó? Mình giải thích với chú đó là mắm ruốc. Con ruốc nó cũng kiểu như con tôm mà nó nhỏ xíu 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 á. Và khi nấu bún bò thì người ta thường bỏ vô chút mắm ruốc để làm cho cái hương vị của tô bún nó thêm đậm đà. Mà anh để riêng là tại vì là em nghĩ là chắc do Tây người ta không ăn được đúng không anh ha? Phần lớn họ không ăn được nên anh phải để riêng. Cái này hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ừ. Người Tây giờ nó cũng ăn còn hơn. Ủa vậy hả? Tại em nấu ở bên kia mọi người đều ăn ấy. Ờ, ngon quá hả? Dạ không, em thấy em nấu ở nhà em. Dạ. Merci beaucoup. Bon fa après-midi. Ăn xong rồi, giờ hai chị em mình tạm biệt chú Gerard. Tạm biệt cái tòa nhà độc đáo này và tạm biệt quý vị khán giả luôn nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau, chúng ta cùng khám phá những góc khác của Montpellier nhé. Au revoir, bye bye.